Đì xin kính gửi lời chào tới Cha Tùng và cộng đồng Nhịp Sống Việt Colorado. Lời đầu tiên Minh Đì xin kính chúc mọi người có sức khỏe thật là an lành. Hôm nay Minh Đì có một món sườn non kho với đậu hũ. Đây cũng là một món bữa cơm hàng ngày của gia đình chúng ta. Để có một bữa cơm hoàn hảo nè, ngon miệng mà không bị ngán đó, thì Minh Đì thấy chị em phụ nữ của chúng ta rất là cực khổ. Sau khi mà đi làm về một ngày đã mệt mỏi rồi đó, mà còn phải suy nghĩ cho những món ăn cho gia đình của mình nữa. Nhất là có người lớn thì mình cũng phải nấu những cái món gì cho tốt sức khỏe hoặc kiêng cữ cho ông bà đó. Không phải là dễ dàng chút xíu nào nha mọi người. Thì Mandy có nhiều người bạn đó nhắn tin cho Mandy nói là Mandy chia sẻ những cái bữa cơm món ăn hàng ngày đó. Thì ở nhà Mandy hôm nay nấu cái gì Mandy sẽ chia sẻ món đó. Thì cái món sườn non kho với đậu hũ này á, nó cũng cực kỳ rất là đơn giản mà dễ làm, nhưng mà ăn rất là ngon miệng nữa, thơm và hấp dẫn. Nhất là những cái miếng thịt sườn với lại những cái miếng đậu hũ đó, nó thấm với gia vị, nó mềm á, có miếng ớt cay cay ăn the rất là ngon luôn. Mình ăn với rau nè, hoặc là có một tô canh ha, với cơm là một bữa ăn rất là tuyệt vời cho gia đình của mình. Hôm nay Mandy cũng thành thật xin lỗi là những cái video mà về cái nguyên liệu đó, thì Mandy không biết tại sao nó mất hết rồi, Mandy không có còn thấy trong cái phone của Mandy nữa. Nên là Mandy sẽ nói về những thành phần nguyên liệu, về những Mandy sẽ dùng những cái tấm hình này Mandy sẽ nói ha. Ở đây Mandy có 5 con sườn, thì cái sườn này Mandy mua ở trong Costco ha. Mình mua sườn trong Costco nó sẽ ngon rất là nhiều luôn, nó tươi nữa. Mandy sẽ dùng 10 miếng đậu hũ đã chiên rồi, 2 củ hành tím, 1 củ tỏi, 1 bó hành lá. Mandy sẽ dùng 2 lon nước dừa coco hiệu này. Cái loại nước dừa này là nước dừa để mình kho đồ ăn đó, rất là ngon luôn. Dạ, ở đây là 1 chai nước mắm, Mandy hay dùng nước mắm hiệu Phú Quốc ha. Thì đây là những thành phần nguyên liệu về món sườn non kho với đậu hũ, cực kỳ rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết. Thì bây giờ Mandy xin mời mọi người hãy cùng vào bếp làm món ngon cho bữa cơm gia đình của mình ha. Thì cái sườn này á, Mandy sẽ cắt miếng vừa ăn theo gia đình của mình. Còn ai ăn mỡ thì mình lấy mỡ ha, nhà Mandy không có ăn mỡ nên Mandy sẽ lóc ra bỏ bớt đi, nhiều mỡ quá thì ăn dễ bị bệnh hay cholesterol đó. Sau khi mà Mandy xắt thịt rồi đó, thì bây giờ Mandy cho giấm với muối vô để Mandy rửa thịt cho sạch, để cho đừng có hôi mùi thịt đó. Và mình bắt nồi nước sôi lên, mình sẽ luộc sơ qua đi. Thì trong nồi nước sôi của Mandy có giấm, muối với gừng đó. Bây giờ nước đã sôi, thật là sôi rồi, Mandy sẽ luộc sơ để mình bỏ chất dơ đi. Mandy mua thịt trong Costco đó, rất là tươi luôn, mà khi mình luộc ra thì chất dơ nó ra rất là nhiều luôn. Khi mình thấy nó ra dơ như vậy xong rồi thì bây giờ mình đem Mandy sẽ đổ ra là rửa cho sạch lại, mình sẽ để cho ráo nước ha. Mình để cho ráo nước xong rồi bây giờ Mandy sẽ ướp thịt. Cái rổ thịt này á, nó cũng hơi nhiều á, nên Mandy sẽ chia ra một mớ Mandy sẽ nấu canh, còn một mớ Mandy sẽ kho với đậu hũ. Trong cái chén này của Mandy thì có 2 củ hành, với 7 cái đầu hành lá với lại 1 củ tỏi á, Mandy gọt cho sạch rồi Mandy cũng rửa đi. Rồi bây giờ Mandy sẽ đi bỏ vô máy, mình xay cho nó nhuyễn để mình ướp thịt cho nó đừng có nghe mùi tanh của thịt. Mandy xay cho nhuyễn rồi đó, bây giờ Mandy sẽ bỏ hết tất cả vô trong sườn mình ướp ha. Rồi Mandy sẽ cho nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng cà phê bột nêm chay, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi Mandy sẽ trộn những cái gia vị này cho nó thấm nhau trước ha, rồi mình mới chế nước mắm vô sau. Chứ Mandy không có muốn chế nước mắm vô thì Mandy quậy cho nó đều như vậy nó sẽ văng tùm lum tùm la hết. Ở đây Mandy có một bịch ớt bột, Mandy muốn dùng cái loại ớt bột này, thứ nhất nó không có cay, cái thứ hai nữa đó nó làm cho cái màu thịt của mình nó sẽ đẹp hơn, nên Mandy sẽ cho 1/2 muỗng cà phê. Nhà ai mà có ăn cay đó thì mình bỏ ớt vô ha, cho nó cay cay nó the hơn. Rồi Mandy sẽ chế nước mắm vô, thì Mandy sẽ nêm nếm trước thôi ha, rồi một lát có gì thì mình nêm nếm sau. Mandy sẽ cho 6 muỗng canh nước mắm trước. Sau khi mà Mandy chế nước mắm xong đó, mình cũng trộn cho nó đều lại cho nó thấm gia vị. Rồi Mandy sẽ để đi ướp trong vòng 30 phút ha, để khi thấm rồi mình sẽ đem ra mình kho. Sau đó thì Mandy sẽ cho 2 lon nước coco. Thì cái loại nước dừa này là nó có ga, mình đầy muốn cho nó hơn cái mặt thịt để mình kho với tàu hũ, nó sẽ thấm, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn. Còn tàu hũ đó thì mình sắc theo miếng dừa ăn theo gia đình mình. Mandy cũng đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ Mandy sẽ bắt cái nồi lên rồi Mandy sẽ thắng nước màu, mình sẽ kho thịt. Mình đừng có dùng nước màu ở ngoài tiệm như mọi người, mình hãy tự thắng lên để mình lấy cái màu cho nó đẹp mà giờ mình hấp dẫn hơn đó. Mandy sẽ cho một chút xíu dầu chua hơn. Rồi Mandy sẽ cho 2 muỗng canh đường. Thắng nước màu này rất là quan trọng nha mọi người. Khi mình để lửa lớn á, nó ra cái màu rồi mình tắt liền đi ha. Mình đừng có để đó là nó sẽ dễ bị khét. Mình phải thắng cái màu vừa đủ tới là được rồi. Đó, bây giờ nó đang lên màu từ từ nè. Thì trong cái lúc này mọi người đừng có đi ra ngoài ha, phải đứng yên một chỗ ở đây để khi mình nó trở màu một cái mình tắt cái lò là vừa rồi. Đó, bây giờ Mandy thấy nó cũng đã trở màu từ từ, nó vàng rồi nè. Cỡ như vậy là mình cũng chuẩn bị mình tắt lò đi, để khi mà nó vàng tới là được, đừng để cho nó khét. Mandy đổ thịt vô thì bây giờ cái thịt đó nó chưa có sôi á. Bây giờ những cái bọt ở trên nó cũng đã lăn tăn rồi nè. Mandy sẽ để khi nào mà nướng sôi thật là sôi rồi đó, Mandy sẽ vớt bọt cho sạch sẽ ha. Mình để với cái lửa cao nhất ha. Mình muốn kho cho cái nồi thịt có cái nước ở trong á, thì mình phải chịu khó đứng vớt cái bọt cho sạch sẽ hết. Sau khi mà Mandy vớt bọt sạch sẽ đó thì trong cái nước cũng đã sôi rồi đó, Mandy sẽ cho tàu hũ bỏ vô luôn. Thì mọi người nhớ nha, nước nó phải trên cái mặt thịt ha, thì mình bỏ tàu hũ với mình kho đó cho nó thấm vô cái miếng tàu hũ mình, cho nó vàng ươm giống như là miếng thịt vậy đó. Thì như vậy cái thịt và tàu hũ nó sẽ thấm, nó sẽ rất là ngon. Mandy sắp cho những miếng tàu hũ cho nó bằng phẳng lại với nhau hết rồi. Mandy sẽ đậy cái nắp này lên, thì cái nắp này giúp cho cái miếng tàu hũ của mình đó, cái nước của mình nó không có cạn. Rồi Mandy dặn tới cái lửa medium, rồi Mandy để ở đây mình kho khoảng 15 phút đồng hồ ha. Sau 15 phút đó, thì Mandy dở đó nè, thì cái nước của mình đó nó nằm ở trên cái mặt tàu hũ như này đó là đúng rồi mọi người. Mình đừng có để cho nó nằm ở dưới, nó cạn. Nếu mà thiếu nước mình cứ chế nước vô, không có sao hết á. Khi mà bây giờ Mandy tháo cái nắp ra rồi đó thì Mandy sẽ để lửa cũng dưới medium luôn. Rồi mình cũng kho review khi nào mà cái nước nó cạn là như vậy nè. Đó, nó cạn là nè, mọi người thấy cái miếng tàu hũ của Mandy không? Nó vàng ươm luôn, rất là ngon luôn. Bây giờ nói chung ra cái nồi sườn của Mandy rất là thơm luôn. Lúc Mandy kho khói nó bung lên quá trời luôn, cái Mandy quay phim đó, làm cái khói nó vô trong cái camera đó là Mandy quay không được, nó mờ quá. Mandy canh với lắm rồi vẫn mờ luôn. Bây giờ thịt với lại tàu hũ đó mình cũng nêm nếm theo khẩu vị của gia đình của mình. Vừa ăn rồi Mandy ở nhà Mandy không ăn cay, Mandy bỏ mấy trái ớt cho nó đẹp thôi ha. Rồi Mandy cho hành lên, thì bây giờ Mandy nêm nếm cũng đã vừa ăn rồi. Tàu hũ với lại thịt nó cũng đã thấm vô rất là ngon nữa, thơm lắm mọi người. Thơm mà cái miếng tàu hũ nó thấm vô á, vị mặn mặn nó vừa phải, rất là ngon luôn. Đó, bây giờ Mandy rắc lên hết xong rồi Mandy sẽ cho tiêu vô nữa là Mandy đã xong món sườn kho đậu hũ. Rất là đơn giản và dễ làm mà ăn rất là ngon miệng luôn. Cái món này á, nó vừa nóng như vậy là mình gói vào cơm nữa là chắc ăn hay chắc là hết một cơm luôn mọi người. Đây là cái dĩa sườn kho với đậu hũ nè mọi người, thấy ngon hấp dẫn không nè. Màu sắc thì rất là đẹp luôn, vàng ươm mà nó thấm vô cái miếng tàu hũ, nó thấm vô trong cái gia vị đó, rất là ngon, thơm ngon luôn. Mình đi đứng ở đây mà cái mùi thơm nó bốc lên chịu không nổi luôn. Còn đây là tô canh bí, thì mình đi hầm với sườn á, cho con mình đi dùng cái này cho nó bổ dưỡng, canh bí nữa rất là ngon. Đây là chén nước mắm ớt ha. Thì mọi người biết là đây là một bữa cơm bình thường của nhà mình đi hay dùng đó. Mình đi hay nấu những cái món gì đơn giản thôi, chứ còn nấu rườm rà thì mình đi cũng không có thời gian nấu hàng ngày. Một cái như vậy là mình đi cũng ăn 2-3 ngày mới xong á, chứ không phải ăn trong một ngày đâu như mọi người. Bây giờ mình đi gấp miếng tàu hũ ăn thử nè. Miếng tàu hũ rất là ngon, nó thấm gia vị đó, rất là vừa ăn luôn, rất là ngon nha mọi người. Mọi người nhớ làm cái món này cho gia đình mình dùng ha. Sườn thì ăn cắn nó sực sực rất là ngon, tàu hũ thì mềm thấm với gia vị cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây là một bữa cơm gia đình rất là đơn giản mà ngon miệng, rất là bổ dưỡng nữa. Thì bây giờ cũng tới giờ Mandy cũng lo cho các con rồi, Mandy cũng xin tạm dừng video ở đây. Mandy kính chúc mọi người có một ngày thật là an lành và vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Mọi người cũng nhớ nấu những cái món đơn giản như cho gia đình mình dùng ha. Mindy cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Mindy thời gian vừa qua. Mindy xin